Xin chào các bạn, mình là Việt và đây là kênh YouTube của VN Review. Hiện tại thì ở trên tay mình đang là chiếc VSmartJoy 3, một cái sản phẩm mới được ra mắt ở trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Và chắc chắn đây sẽ là một trong sản phẩm các bạn nên để ý đến, bởi vì những thứ mà mình chia sẻ sau đây về chiếc điện thoại này chắc chắn sẽ làm các bạn bất ngờ. Ok, trước tiên nói qua một chút về cái tên VSmart thì đó là một thương hiệu sản xuất đã tương đối nổi bật tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây. Kể từ thời điểm mà họ giới thiệu ra những chiếc máy như kiểu là VSmartJoy 1 hay là Active 1 thì người tiêu dùng đã rất chú ý đến họ rồi, vì cái mức giá mà họ đặt ra cho những chiếc điện thoại đó cũng như là cấu hình được trang bị ở trên chúng thì thực sự rất là tốt. Và họ tất nhiên vẫn duy trì cái truyền thống đó ở trong những đời máy tiếp theo. Và cho đến cái chiếc VSmartJoy 3 này thì cái mức giá đó thậm chí là nó còn tốt hơn rất là nhiều so với những cái chiếc điện thoại trước đây. Đây là chiếc điện thoại mà nó sẽ được trang bị những cấu hình tương đối là mạnh ở trong tờ giá này, với con chip là Snapdragon 632 này, RAM thì có phiên bản 3GB và thấp nhất sẽ là 2GB, bộ nhớ trong là 32GB và một số những cái thông số khác nữa. Và cái mức giá chúng ta phải bỏ ra cho nó sẽ chỉ rơi vào khoảng là hơn 2 triệu một chút mà thôi. Đây là một cái mức giá thực sự rất là tốt, thậm chí là nếu như chúng ta so với cả những cái sản phẩm khác ở trong phân khúc này đến từ thị trường Trung Quốc luôn. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu mở hộp cái sản phẩm này ra, bởi vì chắc là mình cũng dây dưa hơi nhiều rồi không nào. Thì đây chính là chiếc VSmartJoy 3 của chúng ta. Đây, cái chiếc máy này thực ra là mình mượn để mình mở hộp lại cho các bạn thôi, chứ còn là nó đã có người khác mở hộp rồi. Đó, thì mình sẽ để nó sang bên. Đi vào những cái món phụ kiện tặng kèm với cả VSmartJoy 3 thì mình sẽ mở cái hộp ở trên đấy trước này. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sợi cáp, và cái sợi cáp này nó sẽ là cáp USB Type-C. Rất là bất ngờ khi mà chỉ trong cái tầm giá rẻ này thôi thì chúng ta đã nhận được một cái sợi cáp đó là USB-C rồi. Tiếp theo đó là chúng ta cũng sẽ được tặng kèm thêm tai nghe. Đây là một cái thứ mà bị cắt giảm đi ở trong hầu hết những cái chiếc smartphone từ phân khúc giá rẻ. Và ở trên VSmartJoy 3 chúng ta vẫn có cái điều đó. Đây là một cái điểm mà chắc là sẽ nhiều người cần, thậm chí là cả cá nhân mình luôn. Ở phía hộp phía dưới này thì nó sẽ có củ sạc này, điểm nhấn cũng như là dòng chữ nổi bật nhất trên củ sạc này. Các bạn có thể nhìn thấy luôn, Qualcomm QuickTrack 3.0. Trong phân khúc điện thoại này thì chắc chắn sẽ rất ít những chiếc điện thoại mà nó có củ sạc QuickTrack 3.0, hoặc thậm chí là chỉ cần nói là sạc nhanh thôi cũng đã rất ít rồi. Nhưng mà cái sản phẩm này nó thậm chí là được tặng kèm luôn một củ sạc 3.0. Đó, rất là bất ngờ đến từ nhà VSmart của chúng ta. Ok, chưa hết, chúng ta sẽ còn có thêm một cái hộp. Đây, cái trong hộp này các bạn thấy quen không? Nó rất là giống so với cả những cái sản phẩm của nhà Samsung ở trong thời gian gần đây. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có một cái que chọc sim này. Đó. Tiếp đó thì sẽ là sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một cái ốp lưng. Ốp lưng này thì nó là dạng trong suốt silicone và nó có cái màu hơi đen một chút. Đây. Đó, đó là toàn bộ những cái món đồ đi kèm với cả chiếc VSmartJoy 3 này rồi. Rất là đầy đủ luôn. Các bạn hầu như là sẽ không cần phải mua thêm bất cứ một cái món gì, trừ khi là các bạn muốn có thêm pin dự phòng các thứ chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái món pin dự phòng đó không cần thiết đâu, bởi vì là chút nữa thì mình sẽ show thông số của cái sản phẩm này ra cho các bạn xem. Và ok, đây là chiếc VSmartJoy 3 sau khi mà mình đã khởi động nó lên. Thì cái cảm giác đầu tiên khi mà mình cầm vào nó đó là nó tốt hơn là mình nghĩ. Khi mà cái cấu hình được trang bị trên sản phẩm này nó đã rất là tốt rồi, cộng với đó là mức giá cực kỳ rẻ, thì mình không kỳ vọng là nó sẽ có một cái thiết kế mà cảm giác cầm nắm nó tốt như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái màn hình tỷ lệ tràn viền là 20:9. Đây là một cái tỷ lệ sẽ khiến cho cái mặt trước của chiếc điện thoại của chúng ta nó trở nên là thanh mảnh hơn cũng như là nhìn nó hiện đại hơn. Cái phần tiếp giáp giữa màn hình và bộ khung viền này thì mình cũng thấy là nó có sự liền mạch tương đối là cao, và vuốt cảm giác nó rất là mượt chứ không là bị cấn. Tuy vậy thì sang đến cái phần mặt lưng tiếp giáp với cả cái bộ khung viền này này thì chúng ta sẽ có thể thấy được đó là nó sẽ hơi bị gợn một chút. Tất nhiên cái điểm này thì mình cũng sẽ phải chấp nhận thôi, vì tầm giá của nó sẽ rất là rẻ rồi. Mặt trước thì sẽ là một cái màn hình với kích thước là 6.52 inch và độ phân giải dừng lại ở mức HD+. Chúng ta sẽ có cái cụm camera selfie ở đây với độ phân giải đó là 8 megapixel. Và ở phía viền trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái giải loa đàm thoại nữa. Về cạnh viền của chiếc điện thoại này thì hai bên và trên nó làm tương đối là tốt. Tuy vậy thì ở phía dưới nó vẫn tương đối là dày. Tất nhiên lại một lần nữa đó là với tầm giá này thì chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi được. Phía bên phải thì sẽ là vị trí của phím bấm nút nguồn cũng như là nút volume tăng giảm âm lượng. Ở phía bên cạnh trái đây thì chúng ta sẽ có một cái khe đựng SIM, và điều đặc biệt ở đây đó là nó sẽ hỗ trợ chúng ta đồng thời sử dụng hai SIM và cả cái cắm tai nghe luôn, không phải đánh đổi bất cứ một cái gì cả, và đây là một cái điểm mình đánh giá cũng rất là cao. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có thêm một cái mic cũng như là cổng jack cắm tai nghe 3.5mm, và ở phía dưới này sẽ có một cái điểm nhấn đó là cổng USB-C. Nó sẽ được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh đó là QuickTrack 3.0 luôn. Đi kèm với đó sẽ là lỗ mic và giải loa của cái chiếc điện thoại này. Mặt sau sẽ là nơi đặt vị trí của camera, cảm biến vân tay và logo VSmart ở đây.
Với camera thì chúng ta sẽ có 3 ống kính với độ phân giải lần lượt là 12, 8 và 2 megapixel. Tí nữa thì mình sẽ lượn qua giao diện camera để cho các bạn xem rằng cái điện thoại này nó sẽ như thế nào. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái đèn flash đơn sắc hỗ trợ, và ở đây sẽ là cái vân tay dạng một chạm. Tốc độ thì mình đánh giá khá là cao. Phía dưới này sẽ là logo Vsmart rất là quen thuộc rồi, và ở đây sẽ có dòng chữ đó là Vsmart và một số những tiêu chuẩn khác. Về mặt cấu hình được trang bị thì chiếc điện thoại này sẽ sử dụng con chip đó là Qualcomm Snapdragon 632. Dù RAM thì chúng ta sẽ có hai mức tùy chọn, đó là RAM 2GB và RAM 3GB. Bộ trong thì mặc định đã có sẵn đó là 32GB rồi, nên việc lưu trữ thì cũng tương đối là ổn, đặc biệt là ở trong tầm giá rẻ này. Về vấn đề phần mềm thì ở đây mình sẽ show ra cho các bạn xem luôn. Hình như nó ở Android 9 thì phải. Đây mình sẽ vào cài đặt này và giới thiệu phần mềm. Các bạn có thể thấy là nó đang ở phiên bản VOS đó là 2.5 và phiên bản phần mềm Android đây đó là Android 9. Đó. Cái sản phẩm này thì mình nghĩ là khả năng cao nó sẽ được cập nhật lên Android 10 thôi, chỉ chưa biết rằng là khi nào nó sẽ được cập nhật lên. Điểm AnTuTu ở đây thì mình cũng đã chấm qua, thì nó cho một cái số điểm cũng tương đối là tốt với cả những chiếc điện thoại thuộc khúc giá này, đó là 125.000 điểm. Trong đó thì chúng ta sẽ có điểm CPU đó là 60.000 và GPU là 10.000. Bản thân mình thì đánh giá đây là một cấu hình khá ổn, đặc biệt là nó vẫn có thể giúp chúng ta có thể chơi những cái tựa game ở mức tương đối ổn, ví dụ như là Asphalt 8 này hay là Liên Quân và PUBG Mobile. Cục pin được trang bị đi kèm ở trên chiếc điện thoại này nó là 5.000 mAh, vậy nên chắc chắn là về thời gian sử dụng pin các bạn sẽ có dư giả để sử dụng. Cộng với đó là công nghệ sáng nhánh 3.0 và cái màn hình này ấy, thì nó cũng chỉ là màn hình HD thôi, ăn pin rất là ít. Nên những bạn nào mà cần cho mình một chiếc điện thoại giá tốt này, cấu hình ổn này và cùng với đó là một thời gian sử dụng pin vô cùng châu bò, đây sẽ là một sản phẩm thích hợp dành cho các bạn. Và bây giờ thì như đã hứa, chúng ta sẽ đi qua về cái giao diện camera trên chiếc điện thoại này xem nó có cái gì nổi bật nào. Đây mình sẽ lấy một cái vật nào đó để đặt vào đây cho đỡ chống trải này. Đó. Ở đây thì nó sẽ có chế độ chụp ảnh auto trước đã này, chế độ chụp chân dung, tức là chế độ chụp xóa phông đấy các bạn ạ. Thì ở đây mình không thấy là nó đổi góc chụp, tức là chúng ta sẽ không có camera tele mà sẽ chỉ có một cái camera hỗ trợ chụp ảnh xóa phông mà thôi. Chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp có luôn. Không nhiều chiếc điện thoại ở trong cái cụm này có được cái chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp này đâu các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta có thể là chọn tốc độ chụp này, đây là khả năng chụp ảnh phơi sáng đó. Tiếp theo đó thì ISO có thể tùy chọn ở mức 100 cho đến là 1600, cũng tương đối là ổn. Ở đây là nhiệt độ màu này, AF, MF luôn này, lấy nét tay, đó, tương đối là ổn. Và về phần mềm này thì mình đánh giá khá là cao vì nó có chế độ chụp ảnh chỉnh tay như thế này, có cả chế độ chụp ảnh thiếu sáng luôn, chỗ làm đẹp này, AR sticker này. Đó, thì mình thấy là với cái phần mềm về camera ở trên chiếc Vsmart Joy 3 này nó tương đối là tốt. Nó có chế độ chỉnh tay là mình đã cảm thấy rất là ưng rồi. Và về những cái trải nghiệm chi tiết ý, thì có lẽ là sẽ phải chờ để chúng ta trải nghiệm xem rằng là chiếc điện thoại này nó sẽ đem lại những cái gì cho chúng ta. Nhưng mà với tầm giá như thế này thì mình nghĩ rằng chỉ với cấu hình như vậy thôi thì nó cũng thực sự rất là xứng đáng rồi. Vấn đề quan trọng ở đây đó là Vsmart thì thường bị dính phốt với cả những cái chiếc điện thoại có phần mềm chưa được tối ưu so với cả phần cứng của chúng, nên là sẽ phải chờ trải nghiệm xem rằng là ở trên chiếc điện thoại này nó có gặp phải cái trường hợp đó hay không. Và ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái video mở hộp cũng như là chia tay nhanh cái chiếc điện thoại này. Các bạn còn muốn mình làm thêm những cái bài test gì về cái sản phẩm này thì có thể để lại ý kiến ở phía dưới phần comment video nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.